Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn trận đấu hay và hấp dẫn. Trận thứ nhất của một huy chương vàng thiên niên đường kỳ hôm nay, 12 tháng 10, 2023. Với trận cờ khai cuộc giang hồ đấm túc biên, chưa tới chục nước bắt chết quân đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Trận thứ hai của ngoại tinh tài khách phương thiên nhất, trận cờ toàn nước cao, đòn sâu, ép đối phương tuyệt vọng phải buông cờ. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chứ 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 chứ
将军。 吃。 将军。 吃。 将军。 将军。
将军。Tới đây đang để tránh chết quân thì chỉ còn đường đó là xe đấu pháo mã. Đấu xong thì kém quân và Tốt Năm lại chuẩn bị qua sông nữa, nên Mao Chấn Kiệt đã buông cờ nhận thua sớm. Đây là biên bản ván đấu và huy chương vàng của top 1 Thiên Thiên Địa Kỳ từ Hải Hoa. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 2 của Vương Thiên Nhất. Chứ.将军。吃。吃。吃。
将军。吃。将军。吃。将军。Tới đây, nếu đỏ đỡ hay thì bị pháo nổ xuống ăn mất cấp tường, còn nếu đỡ dở thì mất mã và nguy hiểm. Thôi cách buông cờ nhận thua sớm. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.